Chà, chỗ dài vào trong các bạn. Hello, em chào tất cả các bác nha. Em lại bắt long tiếp với các bác đây. Em vừa phát hiện ra một tổ ong ruồi đấy các bác nhé. Thì em chuẩn bị em vào bắt nha các bác nhé. Nay là em đi tìm ong khoái xem có thấy lấy nước không các bạn, nhưng mà lại vô tình gặp cái tổ ong mật này. Nên em vào em bắt luôn các bác nhé. Không biết là tổ này có mật không các bạn. Đi tiện thấy thì em bắt luôn, tại vì ở đây xa lắm các bạn. Ở đây về đến nhà mấy cây số rồi các bạn. Nên em nghỉ việc, hết việc em nghỉ nên là tranh thủ rảnh rỗi em đi kiếm xem có được gì không. Tranh thủ bắt nhanh để còn đi tìm ong khoái các bạn. Để các bác với em vào nhá. Tổ ong đây các bác này. Năm ngoái người ta lấy còn cái gì ở đây này các bác này. Không biết là có gì không, cái này không biết từ năm ngoái sao này. Các bác, cái gì này. Ôi trời. Bác nào để hẳn cái quần ở đây nữa cơ. Người ta xếp đá lại nên là năm nay nó lại ở nha các bác nhá. Ô, sao bên này cũng có da nhỉ cơ. Để em tiến hành em bắt luôn nha các bác nhé, không lại muộn mất. Để em cậy mấy hòn đá ra nha các bác nhé. Để trong này nó chưa vào hơi tối. Wow, chắc là các bác không thấy được rồi. Em bật cái đèn lên. Wow, đây các bác này. Ủa sao như kiểu người ta vừa mới cắt luôn. Sáng năm ngoái còn ướt các bạn. Đây các bác này. Chắc khả năng ở đây xa quá, em chỉ bắt tổ thôi, xong rồi không bắt con mẹ về nuôi nữa. Để xem tí nữa có dễ bắt không, nhưng mà dễ bắt thì em bắt. Cái này khó với đấy. Này hơi khó quay các bạn. Để em cắt xem có gì không các bác nhá. Để em cắt xem có gì không nhá. Ôi, thấy toàn phấn các bạn. Nhưng mà xa này cứ cắt thôi. Được gì thì được. Còn hơi trái tay nữa. Hơi khó cắt. Tổ này chắc là cũng mới vào thôi các bác nhé. Đang là em đốt ít khói quá. Em định không dùng khói nhưng mà không được các bác. Dữ quá. Em phải dùng tí khói mà. Còn em mỏng quá nên là nó chích vào. Toàn kim ấy rồi các bác. Chà, tổ dài vào trong các bạn.
hoàn phấn rồi các bạn. Đây các bạn, hoàn phấn rồi. Năng chỗ này hơi khó cắt. Nó lại không làm chỗ cũ ra ngoài, nó làm tụt vào trong à. Em cắt này hình như là không cắt được cuống làm sao đâu các bạn. Tại vì em không nhìn thấy bên trong đâu các bác nhá, em chỉ cắt tô mù thôi. Ai hỏi, wow, ôi giời mật. Có một chút mật nữa các bạn, em lấy đã nhé các bác nhé. Không có gì nữa, em quay thành quả thôi các bác. Bây giờ thì khó lắm. Giờ em không với được nữa. Không nhìn thấy bên trong luôn các bạn. Chọc dính mật. Ôi trời. Nó khá là to vậy. Nhưng mà bây giờ thì em phải bắt đã. Chắc khả năng là em tạm dừng một tí để em bắt được các bác nhá. Không, khe này hẹp quá. Giờ em quay ở đây thì em lại không với được các bạn. À mà thôi, để em bắt lại các bác nhá. Bắt nên em quay thành quả các bác nhá. Đây các bác nhá. Thành quả đây các bác này. Thì hụt một lúc khá là lâu các bác. Cả một túi xanh này đầy luôn các bác nhá. Mà mật thì ít rồi, đa số toàn là nhộng thôi các bác. Nhộng thì non này các bác. Non non trắng tinh luôn các bác này. Còn được mấy miếng mật nhưng mà nó ở dưới đó. Nên là em cũng lười bới lên. Khá là chỗ này cũng nhiều đó, khá là nhiều. Nóng quá các bạn. Giờ thì khả năng là em phải di chuyển đi đem tìm ông khoái đây các bác nhá. Khả năng là em cũng xin dừng cái video này ở đây đây. Các bác xem video thì hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em với nhá. Chào các bác.